gọi con đi theo niềm tin mới, con ngay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thành thần Chúa đã đến, thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi rạng rỡ tin vui trong muôn người. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chứng kiến làm chứng nhân nửa trời, hát lên hạnh phúc cho muôn người. Ôi đau thương những tâm hồn ngày đêm trông mong tìm nhan Chúa, đang bơ vơ kiếp đơn nghèo, cuộc sống qua đắng cay lầm than, cuộc đời đầy những thở than, tiếng khóc chất chứa trong muôn vàn. Xin cho con đến vui an, đỡ nâng mong quên đi cửa hàn. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nửa trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Thương con như biển như trời,
vì Ngài thương con không bờ không bên. Chúa ơi, con biết lấy gì mà đau buồn, con biết lấy gì mà đền đáp Chúa suốt đời con. Thương con như biển như trời, vì Ngài thương con không bờ không bên. Chúa ơi, con biết lấy gì mà đau buồn, con biết lấy gì mà đền đáp Chúa suốt đời con. Đường dài con đi theo Chúa, có Chúa dẫn đưa đi cho tròn cuộc tình ngày lại ngày, mong chờ mong cho con tròn niềm vui nhà Chúa. Lạy Chúa, bao nhiêu năm đời con dâng hiến Chúa, bao nhiêu năm trôi ngày hồng ân, giờ đây con xin hết lòng cảm tạ ơn Chúa, vì Ngài thương con như biển như trời, vì Ngài thương con không bờ không bến. Mà đau buồn, con biết lấy gì mà đền đáp Chúa suốt đời con. Cuộc đời con nay đã xê băng, lạy Chúa cho bỏ con tin cậy vào ngày tròn cuộc đời. Ngài thương con như biển như trời, vì Ngài thương con không bờ không bến. Chúa ơi, con biết lấy gì mà đau buồn, con biết lấy gì mà đền đáp Chúa suốt đời con. Chúa ơi, con biết lấy gì mà đau đền đáp Chúa suốt đời con. Anh chị em thân mến, hôm nay là thứ ba tuần thứ năm mùa Phục Sinh, ngày 9 tháng 5 năm 2023. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con, Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy thì các con hãy giữ vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin.
Thầy không còn nói nhiều với các con nữa vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với thầy, nhưng để cho thế gian biết rằng thầy yêu mến cha thì thầy làm như cha đã truyền dạy. Các anh chị em để ý trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe có hai từ, có cảm tưởng đọc qua đó, thì chúng ta sẽ thấy nó như là nó tương phản, nhưng mà thực chất ra nó lại là bổ túc. Hai từ đó là gì? Chúng ta để ý, đây Chúa Giêsu đang nói với các thánh tông đồ trong cái chuyện là lòng các con đừng xao xuyến và sợ hãi vì Chúa Giêsu loan báo cái chết của Chúa. Mà Chúa Giêsu dùng hai từ thầy đi, rồi sau đó Chúa Giêsu lại nói thầy về cùng cha ta. Một đang nói đi rồi lại về cùng một hành động. Thầy đi rồi thầy về đâu? Về với cha. Như vậy cái đi của Chúa Giêsu chính là về với Chúa Cha. Chúng ta thấy lạ chưa? Chúng ta thấy nhiều khi chúng ta nói đến một hành vi, nhưng mà hành vi đó nó diễn tả hai nghĩa, vừa đi mà vừa về. Chúa Giêsu đi có nghĩa là đi ra khỏi thế gian này, nhưng mà hành vi ra khỏi thế gian này lại là hành vi trở về với Chúa Cha. Anh chị em thấy cùng một hành vi diễn tả hai nghĩa. Thầy đi rồi thầy sẽ trở lại. Thầy đi không đi luôn mãi, thầy trở lại với các con. Vì thế Chúa Giêsu hôm nay nói cho chúng ta biết cuộc hành trình của thế trần thế của chúng ta là chúng ta tiến bước. Chúng ta đi ra khỏi thế gian này không phải là chúng ta đi vào một trong dĩ vãng, mà chúng ta đi về nhà cha. Vì thế trong cái ngôn từ của người Công giáo của chúng ta, nếu chúng ta nói đến một cuộc ra đi khỏi trần thế này, nghĩa là cái chết, là chúng ta về nhà cha, về nhà cha. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em hai ý tưởng này. Chúa Giêsu đi mà về nhà cha, đi ra khỏi thế gian mà về nhà cha, bởi vì Ngài muốn nhắc cho chúng ta nguồn gốc thần linh của Ngài. Ngài đến thế gian là từ Chúa Cha, và bây giờ đi ra khỏi thế gian thì Ngài trở về với Chúa Cha, để cho thấy Ngài phát xuất từ Chúa Cha, bây giờ Ngài trở về với Chúa Cha. Sau khi Ngài đã hoàn tất chương trình cứu độ mà Thiên Chúa Cha đã muốn Ngài thực hiện ở thế gian này. Như vậy, thời gian mà Chúa Giêsu là ngôi lời của Thiên Chúa, là Thiên Chúa làm người với chúng ta, thì là thời gian có chỉ là trong thời gian lịch sử của nhân loại. Nhưng mà còn chính yếu, Ngài là Thiên Chúa và bây giờ Ngài về với Chúa Cha. Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh cho chúng ta nguồn gốc thần linh của Ngài. Ngài là Thiên Chúa đến và về với Chúa Cha. Đó là điều quan trọng nha anh chị em. Vì vậy chúng ta tuyên xưng niềm tin là Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người, và khi làm người Ngài ở giữa chúng ta, và bây giờ Ngài hoàn tất chương trình đó, Ngài đến với Chúa Cha. Nhưng mà đồng thời chúng ta nói ý tưởng thứ hai nữa, chúng ta cũng đến trần gian này trong ý định của Thiên Chúa. Chúng ta sinh ra trong trần gian này không phải ngẫu nhiên, do ý định của Thiên Chúa muốn. Thiên Chúa muốn chúng ta sống trong trần gian này, và chính vì Thiên Chúa muốn chúng ta đến trong trần gian này, vì giờ đây chúng ta sẽ tìm lại cái nguồn cội của chúng ta. Chúng ta cũng về nhà cha, nơi mà Thiên Chúa yêu thương đã muốn chúng ta hiện diện. Và cái đích điểm của đời chúng ta chính là Thiên Chúa chúng ta. Xin cho chúng ta biết luôn luôn khám phá là nguồn gốc của chúng ta, nguồn cội của chúng ta là chính Thiên Chúa. Để cuộc đời của chúng ta đây chúng ta sống, chúng ta đừng bám víu vào cái thế giới này. Nó như thế giới mà chúng ta tưởng nó là đích điểm cuối cùng. Tất cả nó chỉ là phương thế và là phương tiện để chúng ta tiến bước, mà tiến bước cuối cùng là đích điểm của chúng ta chính là nhà cha chúng ta, là Thiên Chúa của chúng ta. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin khắc vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin khắc của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường, đưa đến tận nguồn
Oh,
Procedenti ab utroque, compassi laudatio. Tantum ego phán, ta sẽ đổ thần khí ta trên hết thảy người phàm. Con trai, con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, thanh niên sẽ thấy thị kiến và bô lão sẽ được báo mộng. Trong những ngày đó, ta cũng sẽ đổ thần khí ta trên tôi nam tớ nữ của ta và chúng sẽ trở thành ngôn sứ. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần chi tác tạo của Chúa, người đời mới tâm can, đời mới muôn lòng. Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại lời hằng sống Chúa truyền ban. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần chi tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Người sẽ ghi trong trái tim chính lề luật tình mến Chúa truyền ban. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần chi tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ, anh em sẽ là chứng nhân của Thầy. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần chi tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Người đốt lên trong trán tim anh lửa hồng bừng cháy của niềm tin. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần chi tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Nguyện Chúa ban cho chúng con chính thần lực dịu dắt giữa trần gian. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần chi tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can.
bên mai sau cánh chung sẽ được về hương thiên Chúa toàn năng. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con thần chi tác tạo của Chúa người đời mới. Trở thành nữ chính cao sang,
đây chính Chúa con mẹ nâng đỡ, người sẽ ra tay đỡ nâng. Mẹ ơi mẹ có biết rằng bé thơ con mẹ biển gầm bão táp phải vâng nghe. Mẹ ơi mẹ có biết rằng bé thơ con mẹ người mù ngài ban cho ánh quang. Mẹ có biết ngài là chiếc thang thiên thần, ngày đêm lên lên xuống xuống. Đôi má con thơ mẹ hôn lấy, mẹ đã hôn lên Chúa con, chính tay mẹ ấm bầu. Đấng toàn năng.